Hôm đó tôi quay em ở trong kho ha, các anh em chê tôi là xe xấu ha anh em. Đó, hôm nay thì sáng mắt chưa? Chưa đúng không? Chưa thì xịt nước cho coi nè. À, nhìn nha. Đó. Chưa. Xe người ta keng như vậy mà mấy ông cứ kêu. Này, bóng này. Đấy. Đẳng cấp luôn.